Chào các bạn, tôi là Lê Ánh. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một nội dung rất quan trọng trong kế toán, đó là tìm hiểu về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ. Như các bạn đã biết, tại một doanh nghiệp bất kỳ thì dù là doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xây lắp hay doanh nghiệp dịch vụ, cũng sẽ tồn tại ba cái quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu. Thứ nhất, đó chính là doanh nghiệp đi mua hàng. Mua hàng tức là đi mua yếu tố đầu vào để phục vụ cho hoạt động sản xuất, và khi đã sản xuất ra yếu tố đầu ra rồi, doanh nghiệp sẽ mang yếu tố đầu ra này, doanh nghiệp mang đi bán hàng. Thì tại quá trình mua hàng, chúng ta sẽ thấy rằng khi doanh nghiệp đi mua hàng thì tổng số tiền doanh nghiệp phải trả cho người bán bao gồm hai phần. Phần thứ nhất đó chính là giá trị tiền hàng, và phần số 2 đó chính là tiền thuế giá trị gia tăng. Cái tiền thuế giá trị gia tăng ứng với quá trình doanh nghiệp đi mua hàng, hay tôi nói khác, đó chính là quá trình doanh nghiệp đi mua yếu tố đầu vào. Tôi gọi đây chính là cái thuế giá trị gia tăng đầu vào. Cái thuế giá trị gia tăng đầu vào này bản chất doanh nghiệp không phải nộp, do doanh nghiệp không phải là người tiêu dùng cuối cùng. Bạn có thể nhìn vào sơ đồ, bạn thấy doanh nghiệp đi mua yếu tố đầu vào rồi doanh nghiệp lại bán ra, vì vậy doanh nghiệp không phải là người tiêu dùng cuối cùng. Doanh nghiệp không phải là người tiêu dùng cuối cùng, vì vậy doanh nghiệp sẽ không phải nộp cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này. Tuy nhiên thì doanh nghiệp đã nộp cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này cho người bán, và người bán người ta mang đi, người ta nộp vào ngân sách mất rồi. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải đòi người bán hay đòi ngân sách? Thực tế rằng ngân sách đưa ra cái cơ chế cho doanh nghiệp như sau: ngân sách sẽ trả lại cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này cho doanh nghiệp bằng cách khấu trừ với cái khoản tiền thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp lợi ngân sách. Đây là lý do vì sao cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào này nó còn có một cái tên gọi khác, đó chính là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Và nhìn vào cái bản chất này thì bạn thấy rằng thực ra cái tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ này nó chính là tài sản của doanh nghiệp và đang bị ngân sách chiếm dụng. Vì vậy chúng ta sẽ phải phản ánh cái tài khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ này vào tài khoản tài sản, tức là tài khoản đầu 1 hoặc tài khoản đầu 2. Thế chưa? Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng cái tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ này sẽ được ngân sách trả lại cho doanh nghiệp bằng cách khấu trừ với cái khoản tiền thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp lỡ ngân sách. Và cái sự khấu trừ này là sự khấu trừ ngay trong kỳ. Kỳ đây là kỳ khai thuế, tức là kỳ tháng hoặc kỳ quý. Vậy thì bản chất cái tiền thuế giá trị tăng được khấu trừ này sẽ được ngân sách trả lại cho doanh nghiệp trong thời gian ngắn. Dạ, đấy là lý do vì sao cái tiền thuế giá trị đã tăng được khấu trừ này tôi sẽ hạch toán vào tài khoản thuộc về tài sản ngắn hạn, tức là tài khoản đầu 1 và cụ thể là tài khoản 133. Và khi doanh nghiệp mua hàng, doanh nghiệp sản xuất ra yếu tố đầu ra, doanh nghiệp mang đi bán, thì tại kế toán quá trình bán hàng tôi thấy như sau này: khi doanh nghiệp bán hàng cho cái người mua thì tổng số tiền mà doanh nghiệp thu của người mua cũng sẽ bao gồm hai phần. Phần thứ nhất đó chính là giá trị tiền hàng, và phần số 2 đó chính là tiền thuế giá trị gia tăng. Cái tiền thuế giá trị gia tăng ứng với quá trình doanh nghiệp bán yếu tố đầu ra, tôi gọi đây chính là cái thuế giá trị gia tăng đầu ra. Bản chất cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra này là cái tiền thuế mà doanh nghiệp sẽ đứng ra thu hộ ngân sách, thu hộ xong rồi thì doanh nghiệp sẽ phải trả lại ngân sách. Đấy là lý do vì sao cái thuế giá trị tăng đầu ra này nó còn có một cái tên gọi khác, đó chính là thuế giá trị gia tăng phải trả. Bởi vì nó là khoản phải trả nên chúng ta hiểu rằng đây sẽ được ghi nhận vào cái tài khoản thể hiện lợi phải trả của doanh nghiệp, và cụ thể đây là lợi phải trả vào gì đấy ạ? Ngân sách nhà nước, được chưa? Đã là lợi phải trả thì nó phải mang ký hiệu tài khoản đầu 3, và lúc này theo thông tư 200 lẫn thông tư 13 thì người ta quy định cái tiền thuế giá trị gia tăng phải trả của ngân sách này chính là cái tiền thuế giá trị gia tăng được ghi nhận vào tài khoản 3331. Vậy thì nhìn vào cái sơ đồ từ quá trình mua hàng đến quá trình sản xuất đến quá trình bán hàng này, bạn sẽ nhìn thấy cái mối quan hệ giữa thuế giá trị gia tăng đầu vào và thuế giá trị gia tăng đầu ra như sau. Cái thuế giá trị gia tăng đầu vào đây chính là cái khoản mà ngân sách lợi doanh nghiệp. Còn cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra đây chính là khoản doanh nghiệp lợi ngân sách. Bởi vì cái mối quan hệ như vậy nên chúng ta sẽ xác định được cái tiền thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp phải nộp ngân sách nó sẽ bằng cái thuế giá trị gia tăng đầu ra, tức là khoản doanh nghiệp lợi ngân sách trừ đi cái thuế giá trị gia tăng đầu vào, tức là cái khoản ngân sách lợi doanh nghiệp. Và cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo công thức này người ta gọi đó chính là cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ. Bạn nhìn vào công thức này bạn sẽ thấy rằng à đúng rồi, cái thuế giá trị gia tăng đầu vào này nó được khấu trừ với cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra để xác định một khoản tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp. Lúc này chúng ta sẽ phải đặt ra một cái yêu cầu về việc là khi nào doanh nghiệp sẽ xác định được cái tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp theo pháp khấu trừ. Đó là khi doanh nghiệp phải bóc được cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra riêng và phải bóc được cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào riêng. Muốn bóc được cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra thì cái khoản tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra này nó sẽ phải nằm trên hóa đơn đầu ra.
Hay nói khác là hóa đơn đầu ra đấy, đó phải là hóa đơn giá trị gia tăng có thông tin của tiền thuế giá trị gia tăng. Còn cái thuế giá trị gia tăng đầu vào tương tự nó sẽ phải nằm trên cái hóa đơn đầu vào. Vậy hóa đơn đầu vào này nó cũng sẽ cần phải thể hiện thông tin của thuế giá trị gia tăng. Hay nói khác, doanh nghiệp muốn áp dụng theo phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thì lúc này doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Trên đây là bài giảng của tôi dành cho các bạn về nội dung phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ. Tôi hy vọng rằng qua bài giảng này thì tôi đã giúp các bạn hiểu được phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ nó là như thế nào. Thế thì nội dung bài học này sẽ là một phần nội dung rất là quan trọng mà các bạn cần phải nắm chắc để bạn ứng dụng vào công việc thực tế. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ ứng dụng thành công. Nếu như bạn muốn được theo dõi thêm các cái bài giảng của tôi, cũng như các bài chia sẻ của tôi về kế toán, bạn có thể bấm theo dõi subscribe vào kênh Kế toán Lê Ánh ở trên kênh YouTube. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn nhiều bài học kế toán giá trị. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau. Và nếu như thấy nội dung của tôi dành cho bạn nó mang tính hữu ích thì hãy bấm nút like để tạo ơn cho tôi nhé.